Một xác ướp Ai Cập cổ đại hôm ngày 21 tháng 6 đã được chuyển từ bảo tàng khảo cổ học ở thành phố Bergamo đến bệnh viện Policlinico ở Milan, nơi các chuyên gia sẽ sử dụng công nghệ chụp các lớp vi tính, CT scan để làm sáng tỏ cuộc đời của ông cũng như phong tục chôn cất gần 3.000 năm trước. Giám đốc nghiên cứu dự án xác ướp Sabina Mangura cho biết, đó là một loại khám nghiệm tự thi ảo, chúng tôi có thể tạo ra hình ảnh 3D để nghiên cứu tổng thể xác ướp, cho phép tái tạo cuộc sống và cái chết của người này. Chúng tôi cũng có thể đo chiều cao và xác định lại giới tính dựa trên phân tích xương chậu. Ngoài chụp các lớp vi tính, nhân viên y tế cũng tiến hành phân tích hóa học và vật lý để tìm hiểu những loại chất nào được sử dụng để ướp xác. Mangora nói thêm, các xác ướp thực sự là một bảo tàng sinh học, chúng giống như những viên nang thời gian, nghiên cứu bệnh tật và các vết thương cổ đại rất quan trọng đối với nghiên cứu y học hiện đại. Chữ viết khác trên cổ quan tài, có niên đại từ khoảng năm 900 trước công nguyên đến năm 800 trước công nguyên tiết lộ rằng xác ướp thuộc về một linh mục Ai Cập cổ đại được gọi là Anh Khê Chông Su, có nghĩa là thần Khonsu Su còn sống. Kết quả CT có thể xác nhận điều đó chính xác hay không? Vào tháng 4, một xác ướp cũng được cho là hài cốt của nam linh mục đã được các nhà khoa học Ba Lan Quét phát hiện ra rằng đó thực tế là thi thể của một phụ nữ trẻ đang mang thai, ở độ tuổi 20.